Ngàn cân treo sợi tóc. Chà, hôm nay hái được nhiều lá thuốc quá, chỗ này phải dùng đến cả tháng mình ạ. À, xem mình kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mệt lắm có phải không? Tôi không sao, mình uống nước đi cho đỡ khát. Thôi, mình mệt hơn tôi, mình uống trước đi. Mình yếu hơn tôi, mình uống đi. Cảm ơn mình. Mình ơi, nhìn kìa. Chuyện gì thế mình? Cây lược vàng kìa. Ồ, đúng rồi. Hôm nay đúng là một ngày may mắn. Cây thuốc này quý và hiếm lắm. Công dụng chữa vết thương của nó rất thần kỳ. Tôi phải hái nó mới được. Khoan đã mình, chỗ đó trơn dốc lắm, mình phải cẩn thận đấy. Mình yên tâm, tôi biết mà. À! Trời ơi! May quá, tôi nắm được tay mình rồi, cố lên. Không xong rồi mình ơi, vực này sâu không đáy, rơi xuống thì chỉ có chết thôi. Chết làm sao được, đã có tôi nắm chặt tay mình rồi, tôi sẽ kéo mình lên. Làm sao mình có thể giữ được tôi chứ? Hãy thả tay tôi ra mà leo lên bờ đi, chứ cứ như thế này cả hai sẽ cùng chết. Không, có chết tôi cũng không thả tay ra. Mình ơi, tôi xin lỗi. À! Không, dù chết tôi cũng không thả tay ra đâu. Sao mình dại dột thế? Mình đừng có bỏ cuộc, chúng ta sẽ cùng kêu cứu. Nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta mà. Nhất định là thế. Cứu cứu tôi! Cứu cứu tôi! Cứu cứu tôi! Đạo sư, người đã trở về ạ. À, ta hái ít thuốc bổ để sắc cho chị nhà. Chị ấy chỉ bị thương phần mềm thôi, hai hôm nữa là khỏe. Giờ chị ấy cần nghỉ ngơi, người cứ yên tâm. Đa tạ đại sư đã ra tay cứu giúp vợ chồng chúng tôi. Ân này chúng tôi nguyện xin kết cỏ ngậm vành. Người hãy mau đứng dậy. Vợ chồng ngươi thoát chết là nhờ kỳ tích, chứ không phải do ta. Ý ngài là một người phụ nữ mỏng manh yếu đuối mà lại có sức mạnh phi thường, nắm giữ tay một người đàn ông to khỏe trong cả canh giờ. Xưa nay ta chưa từng thấy. Kỳ tích, đúng là một kỳ tích. Chính tình yêu đã cho cô ấy sức mạnh tuyệt diệu này. Ngươi thật may mắn khi có được một người vợ hiền như vậy. Hãy biết trân trọng và yêu thương cô ấy. Mình đúng là ngốc mà. Miếng vỏ ấy khó thật. Đứng tấn. Hay ạ, hay ạ. Dạ, chào thầy ạ. Các trò cứ chăm chỉ tập luyện, thầy ra ngoài có chút chuyện. Dạ thưa thầy, hôm nay tôi đưa cháu đến xin học thầy, mong thầy xem xét cho cháu vào lớp. Con có tinh thần ham học võ thế là tốt lắm, nhưng người học võ cần có tinh thần khổ luyện, chăm chỉ cầu tiến mới mong thành tài, không phải ngày một ngày hai. Liệu con có chịu được gian khổ không? Thưa thầy, con theo được ạ. Nhà tôi chỉ có mình cháu nói giỏi tông đường, mong thầy bớt chút thời gian quan tâm, chỉ bảo dạy cháu nên người. Sau này, cháu trở thành quan văn quan võ, nhà con quyết không quên ơn thầy. Ông cứ yên tâm, tôi sẽ coi cháu như con cái trong nhà. Con chào cha đi, rồi vào tập cùng các bạn. Ở lại chăm chỉ học tập nghe bảo, đừng làm cha mẹ thất vọng. Con nhớ rồi thưa cha, chỉ là ban đầu còn lạ nước lạ cái, nên không biết có theo kịp thầy kịp bạn không ạ. Con không cần quá lo lắng. Thời xưa người ta vẫn học võ qua sách vở đây thôi. Người học võ cái chính là nhớ từng chiêu thức mà chăm chỉ luyện thành tài. Con nên chú ý,
học lấy từng miếng vỏ của thầy. Thầy làm thế nào á thì để ý mà làm theo nghe con. Nhớ nghe kỹ lời cha dặn, đừng có chểnh mảng con nhé. Vâng ạ, cha cứ yên tâm. Hay ạ, hay, hay, hay ạ. Cha, phục Tiểu Bảo thật. Hôm nào cậu cũng dậy sớm tập bài trước. Phải đó, em chăm chỉ thật, chứ anh chỉ muốn ngủ nướng thôi. Em thấy thầy hay dậy sớm nên em cũng cố gắng dậy sớm giống thầy. Cha dặn phải noi gương thầy chăm chỉ tập luyện. Đúng là một cậu học trò hiếu học, rất đáng khen. Hey, 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 hey. Khép chân vào hơn nữa. Phải rồi. Hey, hey. Con tập bài quyền này tốt lắm, Bảo. Các chiêu thức và động tác rất chuẩn xác. Cố gắng lên nhiều nhé. Thưa thầy, con nhớ rồi ạ. Các trò phải học tập Bảo đó. Mới vào được có một tháng mà trò ấy đã gần theo kịp các em rồi đó. Bảo giỏi quá. May mà hôm qua lúc thầy tập mẫu, mình cố quan sát để bắt chước từng động tác của thầy. Thôi, hôm nay tập đến đây thôi nhé. Ngày mai thầy trò ta sẽ tập tiếp. Vâng ạ. Đó là thế mãnh long hoa vàng. Khi nào các trò giỏi hơn, thầy sẽ dạy lại cho các trò. Thầy tung cước rồi tiếp đất trông thấy đẹp quá. Phải đây. Mãnh long hoa vàng. Nhớ lại xem nào. Đầu tiên thầy ở thế chơi với, sau đó giang hai tay ra lấy thăng bằng, rồi mới nhảy qua vũng nước mưa này, rồi mới tiếp đất. Mình thử xem sao. Ấy, đau quá. Ai, ai đứng đó? Con, Bảo hả? Sao tối trời con còn ra đây làm gì hả Bảo? Mà sao người con lại ướt thế này? Thầy ơi, thấy mảnh long hoa vàng này khó quá. Con tập mấy lần rồi mà không có làm được. Nếu nhảy ù một cái qua cái chậu này thì con làm được liền. Chứ còn cứ phải chơi với, xong giang hai tay ra để lấy thăng bằng, thế thì khó lắm ạ. Hóa ra con đang tập thế mảnh long hoa vàng của thầy hôm trước đấy hả? Vâng ạ. Thế tại sao con học lại thế võ của thầy? Thưa thầy, trước khi về cha con có dặn con vào đây thầy làm thế nào thì để ý mà làm theo ý như vậy. Con không dám trái lời ạ. Khổ thân con quá. Hôm trước là thầy có lỗi, thầy sắp ngã vào vũng nước mưa. Lúc ấy có nhiều học trò ở đó quá nên thầy ngại mới nói đỡ nó là mảnh long hoa vàng chứ không phải thế võ nào đâu. Thế hóa ra đó không phải là miếng vỏ mảnh long hoa vàng ạ. Còn về phần con, thế là con đã hiểu sai lời dặn của cha con rồi. Học tập và bắt chước có phần nào đó giống nhau, nhưng học tập cao hơn bắt chước vì nó là quá trình con học hỏi, lựa chọn điều hay lẽ phải, suy nghĩ thấu đáo. Trong võ thuật, ban đầu là bắt chước thế võ của người khác, rồi phát triển thành thế võ của mình. Bắt chước máy móc thì sẽ gây ra nhiều tác hại, thể hiện một con người không có lập trường, bản lĩnh sẽ chẳng bao giờ thành tài được. Con có hiểu lời thầy nói không? Thưa thầy, con hiểu rồi ạ. Nỗi lòng của mẹ. Tuyến, đi học về rồi đó hả con? Dân, hôm nay ở trường vui không? Cất cặp sách rồi xuống ăn cơm nha con. Mẹ nấu xong rồi. Trời ơi, mà mặt mũi con làm sao vậy? Không có gì, kệ con. Lại có chuyện gì thế này? Gần đây tính khí nó thay đổi, đi học hôm nào về cũng có chuyện. Thật là chán nản. Giá mà đừng có phải đi học nữa. Tuyến, sao mẹ đang hỏi con lại bỏ đi như thế hả? Hôm nay ở trường có chuyện gì vậy? Dạo này mẹ thấy con khác lắm. Chẳng có chuyện gì đâu. Có chuyện gì nói cho mẹ nghe xem nào. Con
con đã nói là không có gì rồi. Mẹ cứ hỏi nhiều quá à. Con mệt lắm, mẹ đừng có làm phiền con nữa. Mai, cô Mai ơi. Kìa cô Mai. Chị Hà, em xin lỗi, không nghe thấy chị gọi. Suy nghĩ gì mà mãi mê thế? Hay, thằng Tuyến nhà em dạo này tính khí lạ lắm. Em đang đau hết cả đầu nè. Nó đang tuổi mới lớn, tâm lý cũng thất thường lắm. Em nói nặng nói nhẹ với nó mà không xong. Đợt này nhà em đi công tác về phải họp gia đình để mà em dạy bảo lại nó mới được. Ngày trước nhỏ qua nhà chị cũng vậy đó. Tuổi của tụi nó bây giờ nhạy cảm lắm. Hãy bình tĩnh tìm cách gần gũi con, đừng có nóng nảy. Vâng, em cảm ơn chị. Sao trễ như vậy rồi mà nó vẫn chưa về? Hôm nay về muộn vậy con? Để mẹ hâm lại cơm với thức ăn cho con nha. Mẹ cứ kệ con có phải là trẻ con nữa đâu. Sao thấy bực bội khó chịu quá à? Mẹ lúc nào cũng coi mình như một đứa trẻ con. Bạn bè thì chẳng ai hiểu mình, chán thật. Cái gì đây? Cô Bi của mẹ. Đã bao lâu rồi mẹ không gọi con bằng cái tên thân thương này nhỉ? Thời gian thật nhanh. Dường như vòng tay mẹ không còn đủ bao bọc con như những ngày xưa nữa. Nhưng tấm lòng mẹ yêu thương con thì không bao giờ thay đổi mà còn lớn lên theo từng ngày. Mẹ biết có những lúc mệt mỏi, chán chường mà không phải lúc nào con cũng có thể tâm sự cùng mẹ. Nhưng con hãy luôn nhớ rằng mẹ luôn bên con. Mẹ luôn yêu con. Tất cả mọi lo lắng của mẹ đơn giản chỉ là nụ cười và hạnh phúc cho con. Tình yêu đó là điều không bao giờ thay đổi. Cô Bi của mẹ à, mẹ của con. Mẹ. Làm cha làm mẹ, lúc con còn nhỏ, cha mẹ rất dễ thể hiện tình yêu thương bằng những cử chỉ thân mật như ôm ấp, hôn, dỗ dành các con và con cái cũng vậy. Thường hay làm nũng với ba mẹ. Chính những hành động yêu thương đó khiến cha mẹ gần gũi với con cái hơn. Nhưng khi con trưởng thành, khoảng cách ấy ngày một xa. Thay vì yêu thương, dỗ về, cha mẹ hay dùng đạo lý để răn dạy. Chính điều này đã vô tình để chúng xa cha mẹ. Thay vì tiếp tục nhiếc mắng con, bức thư dưới gối của Mai đã thực sự có tác dụng. Nó khiến người con hiểu ra nỗi lòng của cha mẹ và bình tâm lắng mình lại. Cũng từ đó, người con hiểu ra cha mẹ luôn luôn bên chúng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhiều khi để nhận ra điều đơn giản như vậy lại khó khăn vô cùng. Cậu bé đang lên. Ba chúng tôi trở thành bạn thân từ ngày mới vào trường vì chung niềm đam mê bóng rổ. Trận đấu hôm nào có bộ ba chúng tôi là hôm đấy lớp tôi chắc thắng. Mọi chuyện sẽ cứ tốt đẹp như thế nếu như không có một ngày tự dưng thằng Nam dở chân. Thằng Nam đang làm trò gì đấy Huy? Tớ nghĩ nó đang định tán cái Vi. Tán thì cứ tán, sao nó phải học đăng lên? Để tớ xem nào. Theo cuốn bí kíp tình yêu của ông nội để lại thì nhất cự ly, nhì tốc độ. Chắc nó muốn rút ngắn khoảng cách với em. Ê, cậu có nghe tớ nói không đấy? Chờ tớ với. Này Nam, cậu dẹp cái trò này giùm đi. Đàn ông con trai gì mà ngồi lọ mọ đan lát thế kia. Hay, kệ nó. Cậu làm sao thế? Tớ phải học đan len, có việc quan trọng các cậu ạ. Việc quan trọng cái gì? Cậu kiếm cớ để tán cái Vi chứ gì. Không, cậu nói gì thế? Cậu nói lung tung quá. Đi thôi nào. Tôi không có cố ý đâu Vi. Tôi thật sự muốn học đăng len thôi. Ngoài ra không có ý gì khác. Ừ, tôi biết rồi. Thế Vi vẫn dạy tôi đăng len tiếp nhé. Tất nhiên rồi. Nhưng tôi chỉ biết đăng thường thôi. Còn đăng họa tiết thì cậu phải đến lớp học. Tôi sẽ giới thiệu lớp học đăng cho cậu nha. Cảm ơn Vi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. À,
Ừ, Nam này, dù là cậu đang có việc cực kỳ quan trọng, nhưng mà trận đấu sắp tới cũng vô cùng quan trọng. Trận đấu nào? Trận với lớp C, 2 ngày nữa, giành cúp toàn trường đó. Úi, tớ quên mất. Quên là quên thế nào? Trận quan trọng thế mà quên được. Bọn lớp C đang rêu rao là năm nay chúng nó sẽ giành cúp, vì đội lớp mình có đứa đang biến thành con gái kia kìa. Ai biến thành con gái? Cậu chứ ai nữa? Suốt ngày đang lên, chả phải sắp biến thành con gái còn gì. Yêu thì yêu cũng đâu nhất thiết phải làm thế. Bọn mình là con trai mà. Con trai thì phải chơi bóng rổ chứ. Không phải mà. Tớ đã nói rồi, không có yêu đương gì ở đây cả. Không phải thì sao cậu phải học đan len với cái Vi? Ừ, tớ chưa nói được, nhưng tớ nhất định phải biết đan len. Việc này rất quan trọng. Chúng mình là bạn thân mà. Không có gì là không nói với nhau được. Trận thứ 7 này, nếu cậu không có mặt thì coi như tụi mình không còn là bạn thân nữa. Đi thôi Huy. Thằng Nam không đến thật Huy ạ? Đã đến giờ đâu, chắc nó đang đến gần quán bà Tư rồi. 5 phút nữa là vào đến cổng đấy. Nam ơi, Nam. Vi hả, có chuyện gì vậy? Lớp đang họa tiết dời lịch sang chiều nay vì ngày mai cô có việc bận. Tớ gọi cho Nam mà bé Thư bảo Nam đến trường. Tớ vội chạy theo, 10 phút nữa lớp bắt đầu học rồi. Nhưng trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi. Vi báo cho Khánh và Huy giúp tớ, tớ đi nha. Các cậu ơi, tớ xin lỗi. Này thì đang lên này, cậu không là bạn của tôi nữa. Cậu sao thế? Thế là đã 1 tuần rồi, chúng tôi không cùng Nam đi học nữa. Khánh này, vậy tụi mình không chơi với Nam nữa hả? Chỉ là 1 trận thua thôi mà, có cần phải làm quá lên thế không? Vấn đề không phải là thắng hay thua, mà vì Nam đã không coi tụi mình là bạn thân nữa. Chắc chắn Nam có điều gì đó bận tâm lắm. Nhưng tại sao nó không nói với tụi mình? Nó không cần tụi mình giúp, nghĩa là nó không xem tụi mình là bạn. Cậu nói đúng. Ơ, nhìn kìa, Khánh. Khánh ơi, Huy ơi, đợi tớ với. Hôm nay cậu không đăng lên nữa hay sao mà có thời gian đi chơi với bọn tôi thế này? Ừ, vì tớ đã đăng xong chiếc áo len con cá cho bé Thu rồi. Hóa ra cậu học đăng len để đăng áo cho bé Thu. Nhưng sao cậu không nói với bọn tớ? À, tớ sợ nói trước bước không qua. Lỡ nói với các cậu rồi mà đăng không được, hoặc đăng xấu quá thì ê mặt lắm. Có phải chiếc áo bé Thu mặc lúc nãy không? Cậu không nói thì chiếc áo vẫn xấu mà, có thay đổi được gì đâu. Cậu thấy xấu lắm hả? Ta đùa đấy, đẹp lắm, chiếc áo đẹp lắm. Cậu thật cừ, thật không? Tớ đã rất cố gắng. Lúc đầu tay tớ vụng lắm, nhưng ngày nào cũng đan nên quen dần. Tớ bỏ trận đấu là vì hôm đó có lớp dạy đan họa tiết con cá, mà tớ nhất định phải đan được hình con cá, giống hệt như con cá mẹ đan. Người mẹ đã mất của cậu hả? Ừ, mẹ tớ mất đã 2 năm rồi, nhưng cách đây 3 tuần... Thu ơi, nhanh lên, nhớ mặc áo ấm vào, trời trở lạnh rồi đấy. Ừ, em lớn nhanh thật, chiếc áo len ngắn mất rồi. Sao em không mặc chiếc áo ba vừa mua cho ấy? Em chỉ thích mặc áo len mẹ đan thôi. Nếu như mẹ còn sống, chắc chắn mẹ sẽ lại đan cho 2 anh em mình áo mới. Anh Nam nhỉ? Nam và Thu thích mặc áo len mẹ đan thế sao? Vậy năm nào sinh nhật 2 anh em, mẹ cũng sẽ đan tặng các con những tấm áo mới nha. Dạ. Thế là tớ quyết định sẽ đan cho em Thu 1 chiếc áo len thật đẹp, y hệt chiếc áo len mẹ đan. Phải thật đẹp y hệt các cậu ạ. Cậu đan len cũng giỏi như đánh bóng rổ, được lắm. Nhưng lần sau có gì nhớ nói với bọn tớ nhé. Nếu sợ nói trước bước không qua thì cả 3 tụi mình cùng bước, thấy nào cũng qua. Thế là mọi chuyện lại tốt đẹp, chúng tôi lại là bạn thân, và lần này còn thân hơn trước rất nhiều. Đại bàng và chim sẻ. Ui, đôi cánh và đuôi của bạn đẹp quá, trông như một vườn hoa. Toàn những loài chim nhỏ bé, yếu ớt mà lại còn hay khoe mẽ. Trong tất cả các loài chim, chỉ có ta mới được khen ngợi.
ta vừa khỏe mạnh lại vừa dũng mãnh. Các ngươi thử xem, ai kêu to được bằng ta? Ai ăn khỏe bằng ta? Móng ai chắc khỏe hơn ta? Vâng, anh nói rất đúng. Trong số các loài chim, chỉ có mỗi mình anh là dũng mãnh nhất thôi. Dĩ nhiên rồi, chứ ai như cái cô chim công kia, ẻo lả, yếu ớt, lại còn hay khoe mẽ. Khổ thân bạn công, bị đại bàng chê bai, bóc mẽ. Này anh đại bàng, mỗi người có một ưu điểm riêng, sao anh tỏ ra kênh kiệu vênh vang và coi thường người khác như thế? Cậu đừng dây vào đại bàng, anh ta là người kênh kiệu, hung dữ nhất trong các loài chim đấy. Tôi công nhận anh là loài chim to khỏe, kêu to, bay cao. Nhưng tôi nghĩ anh đã khỏe, ắt sẽ có người khỏe hơn anh. Không bao giờ có chuyện có loài chim nào lại có thể hơn ta được. Hãy nhìn đi! Các ngươi sẽ phải thán phục trước sự dũng mãnh của ta. Trong các loài chim, chỉ có ta mới là con chim dũng mãnh nhất, khỏe mạnh nhất, bay cao nhất. Ôi, thật dũng mãnh. Thế nào, các ngươi đã thấy sự dũng mãnh của ta chưa? Em vẫn chưa tin. Anh bay một mình thì làm sao biết được ai là người hơn anh, ai là người kém hơn anh chứ? Làm sao anh dám khẳng định anh là người dũng mãnh nhất? Này chim sẻ, đừng làm đại bàng tức giận nữa. Ở khu rừng này ai chẳng biết đại bàng là loài chim dũng mãnh nhất chứ? Đúng đấy chim sẻ ạ, cậu đừng thách thức đại bàng nữa. Ở khu rừng này không ai là không công nhận đại bàng là loài chim dũng mãnh nhất đâu. Ta thách cả khu rừng này, ai dám thi đấu với ta? Tôi sẽ là người nhận lời thách đấu của anh, để xem ai bay cao, bay nhanh hơn ai. Một con chim sẻ bé tí xíu, không biết lượng sức mình, lại dám đấu với ta sao? Này chim sẻ, cậu nói gì vậy? Cậu hãy rút lại lời nói của mình đi. Đúng đấy chim sẻ ơi, cậu đừng thách thức đại bàng. Làm sao cậu thắng được đại bàng cơ chứ? Ồ, chưa thi vẫn chưa biết ai là người thắng cuộc cơ mà. Anh cứ thi với tôi đi, nếu anh thắng thì tôi mới phục. Được thôi, ta ngại gì mà không thi với ngươi cơ chứ. Tôi sẽ làm trọng tài. Tôi đếm đến ba thì hai người bắt đầu bay nhé. Một, hai, ba. Một con chim sẻ bé tí xíu, không biết lượng sức mình, lại dám đấu với ta sao? Được, để xem ngươi bay cao được bao lâu. Một con chim sẻ bé xíu làm gì có đủ sức đấu với đại bàng cơ chứ. Này, chim sẻ, ngươi vẫn còn tiếp tục thi đấu đấy chứ? Hay là bỏ cuộc rồi? Ồ, không đâu, anh đại bàng ơi. Em vẫn đang bay theo anh đây mà. Em không bỏ cuộc đâu. Ta không thể thua con chim sẻ bé nhỏ này được. Như thế thì mất mặt quá. Chẳng nhìn thấy chim sẻ đâu nữa. Chắc là chim sẻ bỏ cuộc lâu rồi. Chẳng nhẽ chim sẻ lại có thể bay lên tới tận đây sao? Ê ê, anh đại bàng ơi, anh định bỏ cuộc sao? Em vẫn đang bay theo anh mà. Hả? Người bay được tới tận đây sao? Chim sẻ ơi, ta xin thua cuộc. Ta không thể cố được nữa. Vâng, vậy thì chúng ta cùng hạ cánh thôi. Cảm ơn anh đại bàng nhé. Anh đã giúp em thắng cuộc. Chim sẻ đã thắng đại bàng. Chim sẻ là người bay cao nhất, cao nhất khu rừng. Hoan hô chim sẻ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.